Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại trường học khi học sinh đã đi học trở lại theo sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong thời gian học sinh học tập tại trường, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại học thêm, tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp, quy định hướng dẫn học sinh thực hiện rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn, không gạt nhổ bừa bãi, đeo khẩu trang đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc bạn bè. Hàng ngày trước khi vào bài học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời. Trong thời gian học, khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì đưa ngay đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi cách ly và thông báo cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý. Nhà trường bố trí người đón và sao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường, hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường. Công tác vệ sinh khử khuẩn trong trường học. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch chứa 0,05 clo hoạt tính, dung dịch chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Thường xuyên lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, phương tiện để đón học sinh. Mỗi ngày một lần, tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Hạn chế sử dụng điều hòa trong lớp học. Cuối mỗi buổi học, mở cửa phòng học, tạo sự thông thoáng.